Hello và xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình là Dũng G. Và các bạn đọc được tiêu đề rồi đấy. Hôm nay sẽ là tập cuối cùng của Nobody's. Tập cuối cùng, điểm dừng chân của cái hành trình đi chôn giấu những cái tình yêu của chúng ta. Con đường nào cũng sẽ đến điểm cuối cùng, đoàn tàu nào cũng sẽ đến sân ga, và tình yêu nào cũng sẽ kết thúc. Bạn nào đang có người yêu thì tình yêu các bạn rồi sẽ kết thúc đấy các bạn ạ. Nên là chào mừng các bạn quay trở lại với Nobody's. Hôm nay sẽ là tập cuối cùng và theo như mình tìm hiểu là còn hai nhiệm vụ cuối nữa. Và mình không muốn nó dàn ra thêm hai tập nữa, rất tốn thời gian. Cũng như là mình đã hứa các bạn đó là sẽ có một tập dài hơn những tập khác. Nên hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với Nobody's để xem tập này sẽ có những thứ gì. Ok các bạn, cùng tiếp tục cho tình yêu nào. Và các bạn ạ, vì nó là tập cuối cùng rồi, các bạn đừng ngại, đừng tiếc mà ấn một cái like ngay bây giờ. Tinh tinh tinh, các bạn thấy không? Mỗi lần nhấn nó đều có tiếng tinh thế. Này, nghe thấy không? Xịn không? Đấy, nhấn đi các bạn, nhấn nhiều vào để tưởng niệm nó, để kỷ niệm nó, để lần sau chúng ta sẽ có một cái series khác hay hơn như thế này. Ok. Ngày 9 tháng 9 năm 1984, tại xã 1080, chúng ta có một điều không may rồi. Một trong những người tình báo của chúng ta tên Victor Nash đã định chuyển sang Q100 trong một cuộc phẫu thuật ở Azerbaijan. Nash bị chấn thương và anh ta bắt buộc phải đi tìm dụng cụ y tế tại một bệnh viện địa phương. Điều này làm chúng ta dễ dàng xử tử anh ta. Nhưng mà làm sao để giấu bằng chứng lại là một câu chuyện khác. Ồ, như vậy lần này là mình sẽ cần phải xử lý người cùng đội với mình à? Như vậy là cái chính phủ này không tha một cái gì. Hello chị y tá. Hay là bà y tá, không đây là bà lễ tân. Sao nhìn chị nhìn cáu bẳn thế này chị? Bà gì đến sớm hả chị ơi? Thôi chị cứ ngồi đấy nhé, em có thể đi vào chỗ khác được không chị? Bị khóa. Mình không biết là làm nào, chắc là khó khăn nhất là phải qua mặt được cái bà này. Đưa được cái tình yêu đó qua mặt được bà này. Ok, thì tính sau. Để xem những thứ gì đấy đã. Ở bên trong này, cũng hành lang rất to. Phòng 101. Đây rồi, đây chính là cái thứ đấy. Đây. Uầy, nằm yên ngủ ngoan các bạn ạ. Không ai nhận ra là tình yêu này đã ngừng thở. Tạm biệt tình yêu, anh sẽ nằm yên ở đấy. Và cho đến khi tôi di chuyển anh đi chỗ khác ngủ đi. Cứ giả vờ là ngủ đi anh yêu. Cái gì đây? Cái gì đây? Một cuộn băng dính. What? What the heck? Cái máy này là máy đo nhịp tim. Mình bấm vào tạo ra những âm thanh rất vui tai. Tít tít tít. Mình để phối này thì một bản nhạc. Một cái gì đây, một cái claymolet. Ở trên này có một cây thánh giá. Thờ chúa à, xin lỗi chứ chúa không cứu được anh giờ này nữa đâu. Tội nghiệp tổn thương chưa. Bên phòng bên này có hai bệnh nhân khác. Đấy, hai con trâu đánh nhau, một con chết và một con què. Chuẩn con này què thật. Ở đây cái gì đây, một cuộn bông à. Cái này dùng để, là cái băng bông ấy, dùng để quấn được cái vết thương. Trong tủ này có một cái tua vít. Ở đây có cái máy thở các bạn ạ. Có thể là ông này bị Covid rồi nên cần phải hỗ trợ thở. Có vẻ khá là khó khăn, bệnh viện này nó khép kín. Chỉ một đường vào, một đường ra. Có hai cách, một là mình thả tiếng yêu từ trên tầng xuống. Cái điều này tạo ra cái tiếng bịch phục phát, nên là mọi người đều biết. Hai là mình có thể chuyển nó qua cái quầy lễ tân này. Thì cái cô lễ tân này chắc chắn sẽ hỏi là: ô anh mang cái gì đi vậy? Có phải tình yêu của đời em không? Thế thì cũng không được các bạn ạ. Cần phải làm thế nào đây nhỉ? Làm nào để đánh được khứ được cô lễ tân này, hoặc là làm thế nào đó để có thể thả được thiên thực cao này xuống. Lấy được cái nắp này các bạn ạ. Cái nắp này là của cái bình nước. Nhưng mà để làm gì thì mình không biết. Lấy được cái nắp của cái bình nước. Đây là những gì mà mình bấm được đến thời điểm hiện tại. Tức là bây giờ trong tay mình đang có cuộn băng dính, có một cái cờ lê, một cái băng chấn thương, một cái tô vít và một cái nắp. Tất cả thứ này mình không thấy có một sự liên kết nào với nhau. Trái với tập trước là mọi thứ đều có liên kết với nhau, thì những thứ này mình chả thấy có liên kết được khỉ gió gì. Ở đây có một cái thùng. Cái thùng này là cái thùng để có thể donate. Tức là cái thùng này để quyên góp từ thiện cho những người bị chấn thương. Mình có thể làm thế nào đó để lừa người ta quyên góp cho mình. Hỏi chấm cơ. Làm thế nào để khiến người ta quyên góp cho mình? Mình giả vờ mình bị chấn thương ư? Mình không nghĩ đến một ý hay một tí nào cả. Cái đoạn này mình chịu chết, mình không biết làm cách nào nữa. Và mình cần phải lên mạng tìm giải pháp cho riêng đoạn này thôi nhá. Thì là mình cần phải lấy cái nắp này đặt lên đây. Đó. Và mình đi ra chỗ khác. Để khi nào mình quay lại thì người ta sẽ có đồng tiền trên đấy. Đấy, ra là như vậy. Giờ mình có đồng tiền này rồi thì mình biết cái đồng tiền này dùng ở đâu. Cái này không cần phải xem. Đồng tiền chắc chắn là cần phải dùng ở cái khu vực này rồi. Đó. Thả nó vào. Lấy cái gì đây? Chocolate thì trái tim à? Hay thế, mình thích ăn chocolate lắm. Mỗi tuần không ai tặng mình. Ok, có chocolate hình trái tim. Mình thì tặng quà cho cô này. Ôi, cầm đi.
À, cô ấy sẽ nghĩ đó là quà từ mình. Hơi kỳ dị ở tự nhiên vào bệnh viện bảo: "Ao, em lễ tân, anh đứng đây từ chiều, em lấy quà không, anh cho em tình yêu của đời anh này." Thế cũng không hợp lý lắm, nó hơi vội vàng các bạn ạ. À, tán này, có cô tán tỉnh này. Cái áo đó thực sự khiến mắt cô nổi bật đó. Ui. À, tôi phải dừng anh ở ngay đó. Tôi rất bình thường thôi, nhưng mà tôi thích một ông bác sĩ ở đây mất rồi. Ok, ok, tôi không tán nữa, làm ơn. Có gì đâu, nào. Tôi chỉ nói vậy thôi, làm gì phải căng. Ok, như vậy là mình còn tổng cộng đó là 5 thứ này mình không thể đưa sô-cô-la cho cô ấy được. À, cái biển thoát ra này có vẻ như là nó được giữ với lại là ốc vít. Nếu mình dùng tô vít mình vặn ra được sao? Không được, mình cần thứ gì khác hay là dùng cái này? Ồ, được, mình có thể vặn nó ra được. Được rồi, chỉ cần một thứ nữa thôi. Thứ gì? Tô vít hả? Không, thứ gì? Đôi mũ. Đôi mũ đi biển. Nó dính. Wow. À, và mình dán như thế để làm nó nhầm đường. Nhưng mà nhầm đường để làm gì? Có thể là tí nữa mình gọi xe cấp cứu đến và xe cấp cứu đi nhầm đường và đâm đầu vào tường. Đâu ngu vậy ông ta? Hỏi chấm. À rồi, như vậy là hai ông này đi nhầm đường và chửi nhau lẫn lộn. Hiểu rồi. À, và làm như vậy để đánh lạc hướng cái cô này và cái vụ tai nạn đấy. Nhưng mà đánh lạc hướng cô này xong rồi để làm gì? Lấy được cái gì không? À, lấy cái chìa khóa của phòng này. Và lấy chìa khóa phòng này thì mình có thể vào được cái phòng đầu tiên này luôn. Đó, cái phòng đầu tiên. Như vậy đây là cái văn phòng của ông giám đốc hay tiến sĩ gì đó. Có bất cứ thứ gì hay ho trong này lấy được không? Một cái để mở thư, khiếp. Ông này mở thư bằng cái thanh kiếm siêu nhân các bạn ạ. Sở thích khá là kỳ lạ. À, một cái máy khác, cái định mệnh. Cái máy này chúng ta cần có tên và password để có thể truy cập cái máy này. Máy khẩn cấp. Wow, nhìn có vẻ nguy hiểm quá. Tôi không biết là tôi có thể làm gì với cái máy đấy. Nó hơi đau to bốn lưng một chút. Ôi, mình phải tắt điện đi. Bật điện, tắt điện, bật điện, tắt điện, bật điện, tắt điện. À, ở đây có ma đấy. Hãy cút ra khỏi cái bệnh viện này ngay. Nhìn thấy điện nó bật tắt kinh hoàng không? Nhấp nhằng không? Cút ra đây. Yeah, không ai tin đâu. Đây là bằng cấp, có một cái gì đây? Một cái bộ thẻ bài, xem nào. Thomas Mblock, Heart Surgeon, tức là ông này là ông chuyên là phẫu thuật tim. Mình đang cần trái tim. Như vậy là đây, cái máy này T-Block là cái tên của ông bác sĩ đấy. Và mình cần có 4 chữ cái. Mình thấy có cái bằng này nó ghi là đây là cái bằng chứng chỉ của ông ấy, là vào năm 1977. Liệu 1977 có phải là câu trả lời? Yeah, không phải. Khó nhỉ. Này, như ở đây mình có tên của ông bác sĩ đấy rồi. Liệu như mình có thể kết hợp cái tên của ông bác sĩ này vào hộp sô-cô-la, rồi sau đó gửi cho cô kia không nhở? Cô kia có bảo là tôi đã thích một ông bác sĩ trong bệnh viện này rồi, và bác sĩ duy nhất trong bệnh viện này đang tồn tại đó là ông Block này, thì khả năng là hai người này thích nhau. Mình sẽ giả vờ như đây là quà của ông ý, rồi mình gửi cho cô này. Cô này rất thích điều đó, có đúng không? Yes. Giờ bây giờ mình sẽ để cô ta ở đó. Cô ta sẽ rất thích cái món quà đó. Và có thể là cô ta sẽ cho mình mật khẩu. Wow. Biết đâu. À, nhận được quà sướng quá đi, chạy đến cảm ơn bác sĩ luôn ạ. Hỏi chấm. Được bạn, được bạn. Và có vẻ như mình làm cách đấy thì chính là cái cách để mình có thể là đánh lạc hướng cô ta. Giờ mình có thể mang được cái body đi ra khỏi đây rất là đơn giản rồi. Nhưng mà còn những thứ còn lại là để làm gì? Chắc chắn là không chỉ đơn giản như vậy đúng không? Mình không thể mang body ra ngoài một cách đơn giản như vậy được. Phải có cách thủ tiêu khác. Nhưng mà có lẽ là thôi, cứ thử xem. Nhờ, thử xem. Đây, nào. Mình cả không được đâu, nhưng mà thôi kệ. Yeah, không được. Bà ta vẫn biết, không được các bạn ạ. Bây giờ sau khi cái bà lễ tân đấy đi rồi, còn một số thứ nữa mình có thể làm được. À, cái này, cái cơ thể này thì mình không thể bỏ đi được rồi. Nhưng mà còn cái cửa này này, cái cửa này nó bị khóa rồi. Tức là nó bị kẹt đi. Nếu mình có thứ gì đó có thể cậy được cửa thì tốt. Mình đang nghĩ đến cái tô vít. Được rồi. Cái này có cái gì đây? Ủa, đây là cái phòng phẫu thuật các bạn ạ. Cái gì đây? UV lamp là cái đèn tia cực tím à? Cái gì nữa đây? Ui, một cái lưỡi cưa nữa à. Đỉnh cao đấy. Ghê thật sự. Ở đây có một cái giấy chứng nhận có cái mã số đó là 0200. Một con số có 4 chữ số. Không biết nữa, có thể là dùng cái mã kia còn gì nữa không? Mình không thể mở được. À, nó bị đấy, dùng tô vít để mở ra. Đi đâu đây? Ui, đây là nhà xác đúng không? Ở đây là cái nhà xác của bệnh viện các bạn ạ. Oh, nice. Ở đây có một cái chứng nhận đã chết. Mật mã là 3, 3, 2, 3. Ok man. Tất cả cái này đều bị khóa. Oh, hello. Cái này không khóa, mình phải vào đây nằm thử xem cảm giác là người chết thì như thế nào. Không, mình không có ý định đấy đâu. Mình không bị điên. Cảm ơn. Tất cả cái này đều bị khóa rồi.
mấy cái chìa khóa này liệu có mở được cái gì không? Không được, như vậy là chỉ có một lối ra, một lối vào là thông qua cái ống thông gió này thôi. Có lẽ là mình rời khỏi đây. Như vậy là mình có hai cái mã, một là 0200 và 3323. Có một chỗ để thử cái mã đấy, đó chính là cái phòng làm việc của cái ông này. Nó ở phía này. Đây. 0200 này, 0200. Không phải 3323. Không phải các bạn ạ, làm nào được. Từ từ khoát đã, mình có một cái đèn UV đúng không? Cái đèn này là chuyên để phát hiện máu và dấu vân tay. Trong pháp y là như thế. Nếu mình sử dụng cái đèn UV này, mình soi lên đây. Đúng rồi, cái đèn này nó sẽ soi được dấu vân tay của những chỗ nào mà đã bị bấm. Nó là 1578. 1578. 1587 các bạn ạ, là 1587. Và được rồi, yes. Và chúng ta sẽ có thông tin bệnh nhân ở đây. Thông tin về bệnh nhân. À, có cái số phòng, có ID của bệnh nhân. Siko Isaac Boyko Roman Nasrito. Có cả tên phòng này, có status, tức là ở đây là cái tình trạng của Isaac là bình thường, ổn định này. Roman là rất là nghiêm trọng. Victor là chấm 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 là không biết. Còn gì nữa nhỉ? Còn cái số thứ hai là cái gì? Báo cáo y tế à? À, nó sẽ, cái này sẽ in ra cái báo cáo y tế của bệnh nhân nằm ở đó. Vậy tức là mình có thể thay đổi cái báo cáo y tế của người nằm đó. Mình đang nghĩ xem điều này thì liên quan cái gì. Nếu như mình biến cái ông nằm ở kia là đã chết, thì liệu có bị đưa đi nhà xác không? Còn nghĩ xem, tại vì cái báo cáo y tế này khi dán vào giường thì những người thực hiện ở đấy, người ta sẽ thực hành theo cái đấy. Liệu như bây giờ mình báo cáo y tế ở đây này. À, không được rồi. Ông này không có cái mật mã, không cái mã gì cả. Như vậy là mình không thể nào báo cáo y tế ông này chết vì ông này không có mã bệnh nhân. Này, vừa đấy là mình có hai cái mã, là một mã ở trong nhà xác, một mã ở trong cái phòng khám xét. Vậy là mình có thể sử dụng cái mã đó để chuyển bệnh nhân sang đó. Đúng rồi, mình sẽ vào patient database này để mình lấy được cái ID này. Đúng rồi, có ID của bệnh nhân ở đây. Siko Isaac này, nhưng ông này không ID, cái ông mà mình cần thủ tiêu không ID. Nasito không ID, mình chỉ có hai cái ID là của ông Isaac và Boyko Roman. Thì Isaac là 7475 và Roman là 2645. Thử xem nào, 7475. Report code, mình có hai cái report code. Một cái là ở trong phòng, là cái phòng nhà xác, và một cái khác là ở trong phòng khám nghiệm. Phòng khám nghiệm là 2200. Giờ mình có thể ghi cái này ra. Discharge, mình có, mình in ra được một cái discharge certificate, tức là cái chứng nhận để có thể rời đi á. Vậy là mình có thể rời cái ông kia, cái ông đang ổn định rồi đi, đúng không? Cái ông mà đang nằm phòng này, nếu mình thay nó vào đây, thì liệu ông này ông có rời đi không? Có rời đi, và nếu mình ông ấy rời đi rồi, mình, à, mình nghĩ ra rồi. Ông ấy rời đi rồi, mình có thể thay cái ông này vào đó. Đúng không? Thay ông này vào đó. Đâu. Đúng rồi. Và mình sẽ đổi tên cái ông này. Đúng rồi, nó vẫn là tên của Isaac Siko. Và mình thay ông này vào đó. Mình sẽ in ra một cái báo cáo khác và ghi là đã chứng nhận, đã tử vong và đưa vào nhà xác. Chuẩn xác rồi, hợp lý quá. Hay quá. Giờ mình cần có thể quay lại. Từ quay lại đã. Đây, giờ mình sẽ in lại từ đầu. Mình có cái mã bệnh nhân rồi đúng không? Vẫn có mã bệnh nhân như thường. À, ok. Giờ mình cần phải nhập cái mã khi vào là 3323. Được rồi. Nó sẽ in, đây rồi. In là cái nào? Đúng rồi, chứng nhận tử vong. Giờ mình chỉ cần quay lại, mình dán nó vào cái giường của ông kia là sẽ được. Ok, bắt chưa? Sau đó là mình out ở đây. À không phải, người ta nhận ra rằng đó là Victor đã bị di chuyển. Làm thế nào để người ta không nhận ra là Victor bị di chuyển? À, mình có thể cuốn được cái băng này vào và không ai sẽ nhận ra cái ông Victor này nữa các bạn ạ. Như vậy là sẽ không ai nhận ra là ông ấy đã di chuyển đúng không? Giờ mình lắp được cái này vào không? Cảm ơn. Mình nghĩ được. Được rồi. Và người ta chuyển đến nhà xác rồi, không ai nhận ra đấy là ông Victor nữa. Hay quá. Giờ mình có thể chui vào đây. Đây rồi. Mình nhét xác ông này vào trong này. Không, sẽ không ai biết. Đóng vào. Hay quá, xong rồi. Và tất cả mọi người không biết, tại vì là giấy tờ đây là ông Isaac. Mà ông Isaac thật sự thì đã đi ra ngoài.
Mình thủ tiêu đúng những gì mình cần thủ tiêu, chôn giấu đúng những gì mình cần chôn giấu, và để lại đúng những gì mình cần để lại. Hợp lý quá. Giờ mình chỉ cất lại những đồ mà mình cần cất thôi. Nhưng còn cái cưa máy cái thứ này mình không hiểu là mình lấy làm gì nữa. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành xong. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến nhiệm vụ cuối cùng, và hy vọng là nó sẽ không quá khó. Đây rồi, đến lúc rồi. Vụ này lớn đó. Có vẻ như đánh hơi được những bức tường đang càng ngày càng thu hẹp lại, thì đầu não của Quy 100, Nikolai, con bò cười Stokov, đã mạo hiểm mạng sống của mình và thoát ra khỏi nơi ẩn náu thông qua đường ray của Trans-Siberian. Cứ làm như là chúng ta chưa từng theo dõi đường ray đó cả năm nay vậy. À, tức là theo dõi rồi đúng không? Giờ cậu sẽ đi trên chuyến tàu số 6521 ở Keita. Cơ thể của Stokov đang ở đó. Hãy tìm nó và hãy chắc chắn rằng không ai có thể thấy nó cả. Đến lúc rồi, và đây là cơ hội để chúng ta tiêu diệt Quy 100 một lần và vĩnh viễn. Oh my god, cơ hội cuối cùng, nhiệm vụ cuối cùng. Hello, uầy, chị này xinh thế. Thôi tôi không làm nhà nước ở đâu. Em với chị về nhà, hai đứa mình sẽ nắm tay nhau đi về hướng mặt trời đi chị ơi. Không được à? Mình cần phải tìm cái cơ thể đấy đã. Okay, đây là bên toa tàu số 4. Nhưng mà số 5 thì mình nó khóa rồi, mình không đi được. Đây là cái chỗ để lắp điều hòa. Tàu mà nó có chỗ để hành lý, mình lâu lắm không đi tàu, mình không biết là tàu bây giờ nó có chỗ để hành lý như máy bay này không. Nhưng mà nếu có hiện đại thật, cái tàu này rất đẹp nhá. Cái lần gần đây nhất mình đi tàu chắc là phải đâu đó phải đến chục năm trước rồi, hồi đấy mình đi khám mắt ở Hà Nội. Đó, mắt đấy mình hồi đấy mắt mình bị lác ra hai bên này này. À không, nó ở giữa này. Đó, thì hồi đấy là mình bị lác, mình phải đi khám bằng tàu. Nhưng lâu lắm rồi, kể từ hồi đó là mình không đi nữa. Mình không có thứ gì trong túi, cái này mình chưa nhặt được cái gì là thế nào nhỉ? Xin chào. À, xin chào anh. Điều hòa trong này có hoạt động không vậy anh trai? Tôi nghĩ là nó có hoạt động, nhưng mà điều hòa thường hay hỏng ở những nơi như thế này, tại vì là con tàu này cũ rồi. Được, biết thế cũng tốt. Anh có thể giúp tôi một việc và gọi đội điều khiển đến đây có được không? Để làm gì vậy? Tôi không nghĩ là cái điều hòa này có hoạt động, nhưng mà đây tôi vẫn thấy ổn. Nhưng mà tôi không thích khí hậu này, tôi không thấy ổn, làm ơn gọi hộ cái. Sao tôi điện thoại à? Đăng ký đi mày, VT100 gửi 191, có ngay 200 phút gọi ngoại mạng, tôi không hề quảng cáo nhá. 2GB một ngày lướt web thoải mái, gọi ngay hôm nay. Hoặc là mình có thể nói là cái nút gọi của tôi không hoạt động. Tin đi, mọi thứ sẽ thế này ổn hơn đấy. Nếu mà đội điều khiển đến, nó sẽ đấm vào mặt cậu. Come on, thế tôi mượn quyển sách được không? Có thể tôi cho cậu mượn quyển sách đấy. Vậy tôi mượn một chút được không? Tôi đang chán quá rồi. Đây, cầm lấy, đây, cái đồ của cậu đây. Và hãy quay trở lại trả tôi khi nào cậu xong. Mình có một quyển sách. Mình có thể tỏ ra là người có tri thức rồi các bạn ơi. Mình nhặt cái này, cái kẹp giấy à? Mình lùi ra đằng sau được, chỗ này có nhà vệ sinh nè. Mình không mở được, nhưng mà trừ khi mình có thể lấy cái này mở. Annyeong Seo. Ra là anh nằm ở đây hả? Ghê, một cái giấy vệ sinh. Giờ mình không sợ corona nữa rồi, vì mình có giấy vệ sinh chất đầy nhà. Mình trở thành tỷ phú rồi các bạn ạ. Cần thứ gì nữa không? Không, mình không nên mang cái này đi. Nhưng để đây, giờ mình đã hiểu tại sao toilet không mở được. Vừa nãy mình đang định hỏi tại sao toilet lại không mở được. Hóa ra là vì như thế. Hãy dùng cái giấy vệ sinh này để lau cái vết trên tường đi. Không được các bạn ạ, không lau được. Phòng này là phòng gì? Hello ông già. Hello ông già, ông già rất già rồi. Mày cứ đứng đấy hay là mày muốn nói gì với tao vậy à, thằng nhóc kia? Cháu mượn sách của ông một phút được không? Làm ơn đi. Không, tao đang đọc sách mà. Nếu mà cháu mang cho ông thứ gì khác để đọc thì sao? Để xem mày mang cho tao thứ gì đã. Chúc mày may mắn trong việc tìm sách mà tao thích. Đây, quyển sách này thì sao? Đây ông. Ông thích quyển sách này không? Quyển sách này á, cái thằng tác giả là trò đùa. Cầm đi. Không thích nói. Khó nhận như vậy là mình cần phải, mình nghĩ là cái mình cần phải xử lý cái đấy ở cái chỗ toa tàu này, hoặc là ném ra khỏi đây bằng cách nào đó. Nhưng mà làm điều đó được thì mình cần phải di chuyển ông già này đi. Và để di chuyển ông già này đi thì mình cần phải kiếm một quyển sách này mà ông ấy thích. Nhưng quyển sách ông ấy thích thì mình không có tồn tại ở đây. Có thể là cái quyển này cần phải làm thế nào đó để đổi sang cái quyển này được các bạn ạ. Chị ơi, chị đi vệ sinh không? Chị không thích giấy vệ sinh à? Đây là một cả một gia tài đấy, anh gì lấy giấy vệ sinh không? Không à? Cậu đang đọc cái gì vậy?
À, tôi đang đọc quyển Một câu chuyện thường của Nikolai Nyezepsov. Ồ, tôi từng nghe thấy ông ta rồi, tôi mượn được không? Không được đâu, trừ khi cậu có thể uống giỏi hơn tôi. Ok, chúng ta uống gì vậy? Câu hỏi người Nga xem người ta uống gì á? Đoán xem. Người Nga thì sẽ phải uống vodka, ở lạ quá. Vodka sẽ có thể giúp chúng ta tiêu diệt corona đúng không? Được, vậy thì chúng ta sẽ thử uống, nhưng mà làm nào để uống thi với nhau? Làm nào? À, mình có thể sang cái nhà vệ sinh phía sau và lấy thêm một cuộn giấy vệ sinh nữa. Yes, hai cuộn giấy vệ sinh dành cho mình. Mình sẽ bỏ việc, mình về sẽ thành tỷ phú. Cái gì đây? Oh, có một chị đang ngủ à? Chị bị làm sao vậy chị? Chị bị chuốc thuốc hay là chị bị say tàu hỏa vậy? Mình chưa thấy trên đời ai say tàu hỏa luôn đấy. Nó có phổ biến không các bạn? Có một cái mũ. Cái gì đây? Một lọ thuốc. Thuốc này để làm gì? Thuốc của chuốc Chayazolam. Dùng để có thể chống chóng mặt và chị này ngủ rồi. Ở thường là thuốc chống say xe, nó sẽ có cái tác dụng phụ đó là gây buồn ngủ. Vậy nếu như nhá, mình có thể lấy được cái thuốc này. Và ôi, cái gì đấy? Cái này là văn phòng của my god, văn phòng của cái đội điều khiển à? Khiếp, đội điều khiển gì mà toàn nữ này. Căng vậy men, những người đàn bà mạnh mẽ. Đây rồi, mình thử dùng cái thuốc này cho đấy được không? Không được, không đơn giản vậy. Mình vừa lấy được một thứ nữa, đó là cái vali của cái chị ngồi ở đây. Nó ở dưới này các bạn ạ. Và thêm một ít tiền nữa. Mình hiện ra là mình thiếu tất cả thứ đấy. Sau khi bấm S, nó mới hiện ra những chỗ mình có thể bấm được. Đó là như thế, mình có một ít tiền. À từ từ, nếu như mình có tiền thì liệu mình có thể làm được một việc các bạn ạ? Mình nghĩ là nếu có tiền thì mình có thể làm được một việc. Đó là mình có thể từ từ vào đây. Mình sẽ mua một ít rượu vodka, đúng rồi. Ok, tôi muốn một ít vodka. 15 đô. Ok. Rồi từ từ đây, 15 đô nào. Rồi, một cốc vodka, được rồi. Và nếu như mình trộn cái này với thuốc, được rồi. Và bây giờ là mình sẽ đổ vào cốc chị này. À, từ từ, mình muốn uống thì mình cần phải mua 2 chai vodka. Mình có đủ tiền mua 2 chai không? Mình, à đây vẫn còn tiền nè. Ơ, còn để tiền của chị kia giàu thế. Thôi thêm một chai nữa. À, được. Giờ mình có 2 chai vodka. Mình đưa chị kia một chai. Và mình uống một. Nào, cạn chén. Chia. Memory, bring back memory, bring back you. Ok, rồi chai vodka của mình. Làm ơn. Chị buồn ngủ chưa? À, có vụ gì vậy? Không được. Các bạn ạ, kể cả mình uống như thế thì cũng không ổn. Tại vì là khi mình uống như thế mình cũng say. Chị này cho thêm thuốc vào chị mới say. Nhưng mà mình không có thuốc, mình vẫn cứ say. Tiểu lượng của mình không tốt lắm. Trừ khi mình uống cái khác. Hay là bây giờ mình quay sang nhà vệ sinh, đúng không? Và sau đó mình dùng cái vodka này, mình đổ đi. Được. Và mình trộn nó với nước. Bật nước lên. Lấy nước vào. Được rồi. Hay quá, giờ mình có nước rồi. Giờ mình quay lại và đấu với chị kia được không? Có thể lắm, có thể đây sẽ là cách của mình các bạn ạ. Ok nào, bây giờ hai chúng ta sẽ thử. Một đứa uống đồ có thuốc và một đứa uống nước lọc cho thanh mát cơ thể, không lo bị nóng. Ok nào, 15 phút sau mình tỉnh dậy rồi, xong. Xin wow, ngủ như chó chết. Có rồi con ạ. Giờ mình có thể quay sang chỗ ông già máy bay kia và đưa ông quyển sách mới này lấy ông. Nào, ông thích quyển này không? Có thể đấy. Được rồi, mày có thể mượn sách của tao. Chắc chắn là sẽ trả lại khi mà tao cần nhá. Ok, xin ông. Wow. À, mình làm đấy chỉ lấy cái vé tàu. What? Cái vé tàu để làm gì? Trên vé tàu này nó có ghi cả cái vị trí chỗ ngồi. Nếu như làm cách nào đó mình đổi được cái vị trí chỗ ngồi trên cái vé tàu này thì ông này ông sẽ phải rời đi chỗ khác. Chỉ là bây giờ là mình chưa nghĩ ra cách nào để có thể làm cái điều đấy thôi. Khá là khó để làm điều đấy đấy. À, mình thử thả giấy vào chỗ này. Oh, thả được giấy vào đây. Nó sẽ khiến cái chỗ này nó bị tắc. Và mình có thể khiến một bà ở trong cái hội này, trong hội quản lý tàu này, bà ấy đi. Mình bảo là ê, chị ơi, không, chị này không biết. Chị này à? Chị ơi chị, cái chỗ này, đúng rồi, trong cái phòng vệ sinh của nữ, nó đã bị ấy rồi. Nó đã bị kiểu nước nó tràn lên đầu. Chị ạ, có thể bơi được ở trong đấy luôn. Tôi vừa thả con vịt cạp cạp vào trong đó đó.
Ok, bà sẽ vào đó. Và sau khi bà vào đó thì bà đi rồi. Nhiệm vụ cuối cùng của mình đó là đưa bà này đi. Mình vừa nói bà này về cái điều hòa nhiệt độ thì bà bảo là không ai nói với tôi bất cứ thứ gì về điều hòa nhiệt độ cả, nên tôi nghĩ là nó không làm sao đâu. Cay nhở. Tại sao lại không ai nói gì nhở? Mình đã cố gắng thuyết phục cái ông kia là nói thứ gì đó đi. Ông ấy không nói. Làm ơn đi. À, hóa ra là mình có thể nhét được cái vali này vào cái điều hòa nhiệt độ đấy. Oh my god. Đây là cái đầu ra của điều hòa nhiệt độ, nó ở đây này các bạn ạ. Và nếu mình nhét vào thì có thể là nó sẽ bị nóng. Và nếu nó bị nóng thì mình có thể quay trở lại kia và bảo bà kia có được không? Thử xem nào. Bà ơi, cái điều hòa nhiệt độ hỏng rồi chị ơi. Nhưng bà ấy bảo là không ai phàn nàn gì cả. Thế sao không ai thấy nóng à? Ơ định mệnh, cái bọn này nó không biết thế nào à? Anh ơi, anh cái điều hòa nhiệt độ trong này hình như nó hỏng rồi, anh có thấy nó hoạt động không? Giờ cậu nói đến vấn đề đấy. Ờ, có vẻ hơi nóng thật. Tại sao cậu không gọi đi? Nhưng mà cái nút gọi của tôi hỏng rồi. Ờ, ok, tôi sẽ gọi. À, được rồi, như vậy, được rồi. Các bạn ạ, được rồi các bạn ạ. Bây giờ đã gọi được cái đội đấy rồi. Đúng rồi, vào đây mình lấy được bất cứ thứ gì mà mình muốn. Có thứ gì đấy đây. Cái gì đấy, manifest. Cái gì, không biết. Manifest là một cuốn menu gì đó. Ồ, oh, cái chìa khóa. Gì nữa. Quay lại hết rồi á. What the heck. Quay lại nhanh vậy. Tôi chỉ kịp lấy cái gì mà men. Wow. Hơi nhanh nha. Ok, để xem mình lấy được cái gì nào. Mình lấy được cái bút. Nếu mình dùng cái bút này thì mình chỉnh số ghế được. Đúng rồi. Nhưng mình chỉnh số ghế đi đâu? Manifest là cái gì đây? Cái này là cái menu cái gì đây? À, cái này là chỗ ghế ngồi. Chỗ nào màu đỏ tức là có người ngồi rồi. Và chỗ nào trống là không có người ngồi. Mình nghĩ là như vậy. Như vậy là chỗ thứ hai này là vẫn còn một chỗ trống. 21, 22, 324. Và chỗ số 3 này có một người ngồi, chính là ông kia. Nếu như mình chuyển ông kia sang toa số 2, 21 thì mình sẽ có cả cái toa số 3 để mình làm bất cứ thứ gì mình muốn. Có đúng không? Như vậy là mình sẽ chuyển cái ông này. Mình có vé của ông này mà. Như vậy là chuyển sang toa số 2. Carriage 2. Seat 21. Được chưa? Và mình sẽ nhét nó vào quyển sách này. Không phải. À, thử quay trở lại cái chỗ ông già bán máy bay kia. Này ông ơi, theo cái vé của ông ngồi sai chỗ rồi. Làm sao mà thằng tao ngồi sai chỗ được cơ chứ? Ông biết chắc ông già ông lẫn đâu bị thiểu năng chăng. Đi. Này đi. Đợi tao một phút đã rồi tao đi. Rồi à, tao già rồi tao không khó đi lắm. Ok, giờ đi chưa? Rồi, như vậy là mình có cả một cái chỗ này. Ok. Giờ liệu mình có thể mang được cái chỗ này nó vào đây không? Được rồi. Ok, nếu mà mình làm thế nào đó để che mặt ông này lại thì sẽ như ông ấy ta đang ngủ. Quyển sách này che mặt được không? Không được quyển sách này. Ơ, oh, như thế hả? Được đấy. Được đấy. Như kiểu đang ngủ thật đi. À, có chỗ này phải lau dọn đi nữa. Làm thế nào ta? Không được. À, người ta thấy đó là có máu ở trên cái người đang ngủ. Làm nào để ông này không có máu lộ ra ta? À, cho mũ vào. Đúng rồi. Không thấy có máu nữa luôn. Hay quá. Được. Này, cái gì đây? À, trong này có một cái chai nước tẩy. Và nếu mình dùng cái chai nước tẩy này, mình có thể lau dọn cái chỗ ở bên kia. Có đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nó vẫn không tẩy được đi các bạn ạ. Lấy tiền chùi được không? Giàu vãi nổi. Không. Mình dùng nước tẩy, nó ghi là nước tẩy có sẽ giúp nó có thể rời đi được. Nhưng mà nó, à mình cần có thứ gì đó để lau. Vậy nếu như mình sang được ở bên này, toa số 5 này mình có chìa khóa này. Đúng rồi, nó sẽ có nhà vệ sinh hoặc là, oh my god, cái gì đây, cùng hàng à. Đây là cái toa hàng các bạn ạ. Mình tưởng là mình sẽ cần kiếm giấy vệ sinh nhưng có vẻ như không đơn giản như thế. Phải có cách nào đó khác rồi. À, lần này mình vừa mượn được. Wow, vừa mượn được cái rẻ của cái ông này. Ai mà nghĩ lúc đầu ông này ông bảo ông không cho mình mượn. Mình vừa mượn được, à chắc là mua đồ của ông ta xong ông ấy quý mình hơn, ông ấy cho mình mượn cái rẻ. Vậy như nếu mình sử dụng cái rẻ đó để lau thì có được không? Được, hay quá. Giờ cái rẻ đã được rồi. Nhưng mình không thể trả lại cho ông ta được. Chắc là không thể trả lại cho ông ta được. Mình sẽ cần phải giữ nguyên nó là như thế. Ok, giờ việc tiếp theo của mình là mình cần phải làm gì để có thể đưa được cái thứ này đi đây. Có dây thừng thì cũng không thể nào nối này vào được. Khó nhở. Mình không biết nữa. Cái toa này thì cái toa chở hàng. Toàn đây là toàn đồ bê tông các kiểu ạ.
À muốn mở, à đúng rồi, cái này có thể mở ra được. Nhưng mà nếu muốn mở ra thì mình cần phải dừng cái tàu này đã. Cửa này khóa rồi, từ từ mở thử cái này. Nơi này nơi lái tàu á? Wow, hello. À đúng rồi, tàu nó có hai đầu. Và nếu mình đi cái đầu kia thì cái đầu này nó sẽ không ai lái cả. Vậy nếu như mình không biết mình có thể dừng cái tàu ở đây được không? Tất cả chỗ này nó bị ấy hết rồi, nó bị tắt hết rồi. À, mình có thể gọi đến cái chỉ huy toa tàu. Mình để báo cáo là có một toa tàu bị lật ở cái khu vực. Hết rồi, biết là cái toa tàu nào bị lật ở khu vực nào. À, mình có lịch trình của các con tàu này các bạn này. Đây là cái lịch của các con tàu. Và mình cần phải tìm cách làm sao để dừng con tàu này lại. Mình có thể dừng con tàu này trên cái cầu này được. Làm sao phải dừng nó ở trước khi nó đến cái đoạn 48 này này. Nó là cái khu vực 48. Vậy nếu mà mình bảo là mình bị lật ở Perma là 35 thì liệu nó cho mình dừng không? Đoạn này bắt đầu nó rất phức tạp nhá. Đây, ok. 6, 5, 1, 2, khu vực 35. Không được. Phải làm nào cho nó dừng được nhỉ? À đây có một cái bảng lịch của các toa tàu nữa này. 6512 sẽ đến Uminsk vào lúc 17h45, trong khi 8702 sẽ đến sớm hơn một chút vào 16h30. 9843 đến muộn hơn vào lúc 18h25. 8702, nếu mình báo cáo con 8702 này đang bị lật ở Uminsk thì có phải là 6512 sẽ cần phải dừng khẩn cấp không? Uminsk đây, 48 8702, khu vực 48. Thử phát. Không chắc lắm nhưng mà mình 8702 khu vực 48. Yes, được rồi. Và nó sẽ báo cho tất cả nơi này dừng lại ngay lập tức. Hay quá. Giờ sao? Lại. Hay quá, dừng lại trên này. Và ngay bây giờ là mình có thể xử lý cái ông kia rồi. Đây rồi các bạn ạ. Ok. Chỗ này có mở ra không? Mở được. Ô, mình lên ở trên này à? Wow, trên cao vãi nổi. Mình không muốn lên lắm, mình muốn xuống, cảm ơn. What the heck, cái gì đây? Giờ cần phải mang ông kia đi. Mang ông này đi. Mình không thể nhặt ông này lên được, tại vì nó sẽ làm hỏng lớp ngụy trang là ông này đang ngủ. Làm thế nào để ông này vẫn bị ngụy trang ta? À từ từ này, ở trên này có một cái móc ở đây. Nếu như mình lấy cái dây thừng, mình móc vào đây. Móc được dây thừng vào đấy. What? Để làm gì? Liệu có thể... À đúng rồi. Và mình có thể buộc ông này vào đây đúng không? Đây. Được rồi. Giờ mình có thể kéo ông này lên chưa? Được. Nhưng ông này nặng quá. Giờ mình kéo được ông này lên rồi. Nhưng mà mình làm sao mang được ông này đi đâu? Làm sao đây? Từ từ, đứng đây đúng không? Thả nó xuống. Thả xuống, thả ông này xuống. Biết rồi đây. Uầy, không được. Ông ấy đang nổi trên sông các bạn ạ. Mình không thể làm thế được. Wow. Hay là cho ông này vào cái thùng bê tông này. Đúng rồi. Ném xuống. Bye bye. Được rồi. Rồi đúng không? Không được. Vẫn không được. Cho vào thùng bê tông đấy thì ông ấy vẫn trôi ra được. Làm thế nào để có thể ông ấy im ở trong đó nhỉ? À dùng băng dính. Mình có băng dính không? À không, băng dính là từ tập trước. Không phải, hay dây thừng buộc vào. Ồ được. À được rồi. Và thôi tháo này xuống. Hy vọng là được. Thế giờ mình thoát thử có được không? Ôi được rồi. Hay quá. Hoàn thành được con. Ôi yes. Oh my god. Hay quá. Wow. Xong chưa? Vậy là tất cả các bằng chứng đã bị hủy rồi. Oh my god, mọi thứ đều đã xong. Additional countries joined the biological arms race, pitting the government against its own creations. World leaders are demanding that Panama City officials investigate an ongoing viral outbreak as an act of bioterrorism. Oh my god. Giờ loại virus của chính phủ nó sẽ ra ngoài. Bị lan ra ngoài rồi. And threatens to spark a global pandemic via shipping routes that pass through the Panama Canal. Oh, lan truyền dịch bệnh ư? Thì mình đã hoàn thành xong, mọi thứ mình đã hoàn thành. Yes, ok. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong Nobody Squad ạ.
tình yêu bị chôn giấu và cái dịch bệnh cuối cùng cũng đã được lan ra ngoài. Mình không biết là dịch bệnh lan ngoài để làm gì, chắc là vì chính phủ thuốc chữa. Nhưng mà có lẽ là bây giờ là mình sẽ dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn tập sau. À, không phải là tập sau mà sẽ là series lần sau. Nếu thích series này các bạn đừng quên để một like cho mình và bấm nút chuông của mình ra những video mới nhất. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.